cái đồ vào cốp đi chung. Vâng. Ngay cái câu đâu nhỉ? Đi ra hồ đây, nhanh. Chú định đi đâu? Đây, đi ra đây. Đi. Đi đâu? Đi ra kia thôi. Anh biết à? Anh ơi, tránh ra, em văng. Tiếp tục quăng xa nhất rồi. Úi dồi ôi. Chú ơi, thôi, thôi. Quăng nhẹ nhẹ thôi chú ơi, đừng quăng đấy xa quá. Đâu rồi, đâu rồi? Dê nhẹ thôi. Câu cá chuyên nghiệp lại còn giỏi đấy. Chung lên. Báo ơi Chung. Đấy cắn ơi Chung lên. Ôi giời, ấy là lên quạt vào. Mày lên cái kiểu. Lên rồi, lên rồi này, nhìn chưa? Mất làm sao được, nó khóa mồm là mất làm sao được. Đấy. Thấy chưa? Ui, nhìn kìa. Thấy cánh là ai kìa? Ai kìa? Bố là bố Khánh kìa. Công ty câu cá có được con cá là bố không? Đây. Kinh nhà Thiên Huyền lắm chuyện đấy. Con này. Lại có phi mấy câu đây, mày gấp mệt. Đâu cho đây. Đúng rồi, để ý nhá, để ý em nhá. Anh ơi, để ý em này đi. Ui giời, há mồm. Anh Hải. Hở môi. Môi vẫn dài tốt nhưng mà hở môi. Lên rồi, con to rồi chú ơi này. Ba ngón tay này. To, con này to. Đúng rồi, đoán ba ngón tay này. Đấy. Đấy. Được bao ngón tay. Đấy chưa, Chung bố chỉ cần quăng ra phát là nó lên luôn đi đây. Hay mở khăn nữa. Cái ao này kiểu giống ao nhà ông Phúc ấy hả? Đâu, vành vành đấy ra đây à? Lại con dép rồi chú ơi. Mọi lần mày đi trên đất cơ mà sao hôm nay mày đi dép đấy? Hôm nay nhà cháu tỉnh về mà. Hả? Hôm nay nhà cháu tỉnh về mà. Ừ. Đây Chung ơi, Chung ơi, dùng cờ dùng cần này đây này. Chung. Con chơi cần này luôn. Đây con chơi cần này đi. Đây 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 này. Móc mồi rồi. Ra đi. Ra kia. Chơi đâu? Đó đấy, nó vừa lấy con xe ra đây. Đi ra đây nha. Đi ra đây đúng không? Móc đây. Đây đây. Đây cái lắp vào. Từ cái hỏng luôn. Lấy ở đâu? Đấy, leo lôi lên. Đây. Lên luôn. Quả. Đây này, bố chỉ cần lôi thế này thôi là nó cũng lên đây này, Chung nhìn thấy không? Cá bé nhưng có trứng này. Thôi thả nhá, cái này thả nhá. Bé quá. Đây, đây, đây. Thôi. Đừng, chú ơi, thả ở đây này. Đừng ở đây. Bé quá. Cháu lén nhá, cháu lén tận tận đây kia. Thôi. Bé quá. Bé quá. Cái ra để cháu xuống. Đây là Chung ơi, nhìn này, bố này, thấy chưa? Nhìn chưa? Lên bình thường, thấy chưa? Không cần phải giật mạnh nhá. Ra hồ bắt cái giật to rồi. Đây này, lên bình thường. Thấy chưa? Tôi thấy chưa, Chung chưa? Không phải giật veo một cái để cho cá bay hẳn lên bờ làm gì cả. Bảo ơi. Trông nó đi nhá. Đấy, giật lên. Đưa lên, đấy chưa? To chưa? Chung ơi! Quặn, giật lên thì phải quặn máy. Con này con nhất rồi. Thấy chưa? Con nhất là. Con này phải con to nhất đấy.
Con đang cắn nó sao đấy? Đây. Chuẩn bị lên đấy. Từ từ nhá. Đấy, Nguyên nó chạy. Đấy lên. Đấy chưa? Lên rồi, lên rồi. Chỉ cần giật nhẹ cái thôi, lưỡi rất sắc. Lưỡi rất sắc. Đấy, bình thường cái gì đâu. Cho nó chơi tí. Đây này, Trung nhìn này. Đây này, nhìn chưa? Đấy chưa, nhìn này. Như cá lắm. 5 cân chú nhỉ? Ôi, cá to. Bằng 2 ngón tay. Chỉ cần như thế thôi là nó lên Trung Quang là sang được. Ôi, cá này được. Chú phải cập đâu, cá to đi. Rồi, cá to không cần đấy. 3 ngón tay rồi. Bà bảo nó ra luôn đi chú. Đấy, của đứa nào chạy đấy. Đấy, của anh chạy sao đây? Tối em mới về rồi, em đang đi câu. Lại một con nữa. Không có xuống. Thế à? Thôi ra dọn cần câu lâu lắm. Đứng ở nhà đấy, cũng phải đi bộ lên. Có cá to. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Đây, đi ra hồ đi. Đi ra hồ đi. Cầm cần câu như thế nhá. Đúng rồi, cầm bằng tay chứ bảo ấy. Đấy. Cầm thả cước này xong cài nó này này. Đúng rồi, đấy anh bảo cài cho. Nhưng bảo ấy. Trẻ con đi đi ở nhà. Đưa đó chú cầm cần cho có ai. Đây chú cầm luôn. Đây cầm này, cầm như này. Thấy chưa? Đây này đi cùng nha. Ra hết một lồng cá chấm 36 con. Ở ngoài hồ nhà cháu này. Xong rồi chú cướp câu 2 à 3 con chấm rồi mà đen này. Quẹt cân lên mỗi con 6 cân. Có tao, có rồi. Biết đường không? Mấy đứa biết đường không? Rồi. Nào, thế nào kia? Cẩn thận chó. Chó này. Nó bảo dẫn đường. Trong không cắn. Chó này tao á. Nhà kia đứng trên đồi. Nhìn cái hồ. Đấy là hồ gì à bảo? Niệu cá đâu có cắn không? Sao? Không cắn thì đã còn có tiếp nhở? Máu rất chú hồ lắm. Chú kia trông thấu, trông thấu. Chú nào dễ nhất? Chú thích câu lòng này dần chưa? Chỗ nào gần nhất? Hai chỗ đều xa. À kia hồ kia đúng không? Hồ kia mấy cả dần kia cũng có một cái hồ to à. Chú đi hồ nào? Chỗ Kiên. Nào gần nhất? Chú Kiên. Chỗ nào gần nhất? Hồ này nó thoáng. Chỗ nào thoáng ấy? Chỗ này là tầm keo thôi. Chỗ kia thoáng nhỉ? Chỗ nào thoáng rồi đi. Chỗ này. Bảo nhớ thôi em đi chân trâu ra hồ nhỉ? Ở ngoài đây có nhiều người câu không? Còn một cái cần máy nữa đấy, bỏ ra giờ dối. Không, dối. Thế là cầm cả cái quai lên này xong rồi. Không uống. Nhanh lên xong chó cho. Công nhận hôm nay con câu được vô to anh thế nhỉ? Hiểu. Vâng. À, hồ rất đẹp nhá. Ơ, à, đúng rồi, hồ rất đẹp. Đúng rồi, hồ đằng kia. Rất đẹp. Địa điểm câu hôm nay đúng không?
Hồ rất đẹp nhá. Nào đi xuống kiểu gì đây? Đấy thì kia. Sao mà có được chỗ này? Cứu cho nó nào. Ừ. Cháu. Ê, ê. Ngồi đây đây. Chỗ này được đấy. Chanh nhanh. Ờ, chỗ này câu được. Chỗ này câu được. Ê! Xuống chỗ này câu. Xuống đây. Trung cầm nó đi. Đi theo đường lóc bánh ấy. Câu xa mà kia câu gần thế thì ăn gì. Ông ơi, mày câu đấy mình sang bên bò kia à hả? Đấy, các anh sắp xếp chỗ câu này. Ờ, xuống đây câu được ấy. Đây là túi đây nhá. Ừ. Đi theo đường lúc bánh ấy. Đấy, đi theo bảo chung. Ông ơi, mấy câu đấy mình sang bên bờ kia à hả? Ờ, xuống đây câu được ấy. Cho để túi đây nhá. Đấy, đi theo bảo chung. Con bá đây, thuê này. Câu xa này kia câu gần thế thì ăn gì? Đấy, các anh sắp xếp chỗ câu đây. Anh ngồi nào, ngồi đấy nha. Chưa có cá đâu, cứ để nguyên đây đã. Hỏi 10 câu thì vỡ mồm. Ai, Trung vẫn chưa xuống à? Không, chưa. Đưa chú sang. Sang câu không có mồi. Mày. Tui cá. Hả? Ừ, có tui cá rồi đấy. Chỗ này này. Chỗ này xuống được không? Đúng rồi. Ôi, mồi đâu rồi nhỉ? Mồi đâu? Mồi kia. Ơ, cân của con đâu? Kia đây, mồi đâu đưa chú về. Không. Đấy đúng rồi đấy, thằng cò quăng đúng rồi đấy. Giật nhẹ thôi nhá, không cần phải giật mạnh đâu. Quăng được ấy, anh Trung nó quăng được. Cái cây đèn cái nhà mày lóng mà không.
Quăng đi. Dắt vào đi, chung dắt vào đi. Quận cước vào, đừng để cước chung thế. Ông thu cước vào đi, thu cước vào đi. Thu cước vào đi xong quăng quăng lại một đường mồi khác cho chung. Ui, đường quăng hơi bị đẹp, chuẩn rồi đấy. Chuẩn ở đây luôn ạ. Lên chưa? Lên rồi. Đâu? To lắm. Định chỉnh cái cần thì tự dưng nháy. Bắt được lên cái có luôn. Kéo ngao ngao đấy. Dạ. Ui. Đấy, wow. Đưa tàu ra giữa hồng. Ui giời. Dọ gì đấy? Dọ. Dây dọ ạ. Ui cô cá kìa. Cá gì đấy? Cá. Khéo vào mà móc, khéo vào ấy. Cua cua. Ai làm đi, từ từ đưa đây nào. Ai móc cái đấy vào đi mà lại có. Cô bà nói. Đâu xem nào. Lấy con cua, lấy con cua. Đâu đưa lại gần đây xem nào. Đưa lại gần đây. Đây tháo lắp mày ra này. Yum, yum. Được. Được đấy. Chú kết này. Mở lắp ra xong rồi đổ vào cái giọ. Đấy. Thế xong rồi bỏ ai gỡ cá cho kìa. Bỏ anh gỡ cho. Con cua nhắng được ít. Đấy đúng rồi, đâu cua đâu, đem đưa vào đây nào. Đấy. Cô càng. Đưa con đi, đưa đi vào kia đi. Đau lắm. Anh xin mày đi chú ơi. Mày thì là người ta gọi là tai nạn nghề nghiệp. Đây à, lên chưa? Đấy chưa? Mà à, cho cái dọa vào. Ê bây giờ mới đi. Thấy chưa? Cá tốt đấy, cá tốt đấy. Thấy chưa? Lên luôn. Lên luôn. Này, đấy chưa? Trung thấy không? Thấy không? Bố có cần phải giật mạnh đâu. Lên luôn, này. Đứng lên bên nào? Đứng lên cho nó mát. Đây này, lại cá to này, thấy chưa? Thấy chưa? Bố quăng phát lên luôn đây này. To luôn. To luôn. Lên, ui to rồi, to rồi. Thấy chưa, Trung thấy không? Thấy chưa? Gỡ đi. Rất nhẹ nhẹ đấy Trung ạ.
Lên chưa? Lên chưa? Đâu? 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 Lên luôn. Đâu quay đây nào? Tay, tay có cá một chừng ăn. Đấy, bỏ anh Hải gỡ cho. Làm lên rồi. Lên rồi, thấy chưa? Lấy không? Thì... Đừng mở cái gì? À, à, bác thấy chưa? Sợ run rồi. Nhìn thấy chưa? Cái hộp này gì? Đấy, đúng, đúng. Đấy, con đứng ở đấy cho mát này. Đây nha, chú để đây nha. Cháu ngã đấy. Đấy, rồi. Đấy, của Trung á, lên. Đấy chưa? Lên chưa? Lên luôn. Lên chưa? Lên rồi. Ừ. Chú chế bao nhiêu tên rồi? Ừ, tên là gì nhỉ? Con tên là gì nhỉ? Hả? Vương Thảo. Hơi dắt dắt cá là lên mà chú. Ở hồ này có cá sấu không nhỉ? Có. Có. Có cá sấu. Hồ này có cá sấu. Có cá sấu này nó cắt cướp từ lâu rồi. Chú ấy cũng là dân cái hồ này toàn những thứ sạp vào. Đấy, lên cá rồi, lên cá rồi. Ui lại gặp nhau ở trong này à? Cầm.